À, chào mọi người đến với channel mình. Thì hôm nay là lần đầu tiên mua hàng trên Lazada, cũng là lần đầu tiên mình mua hộp và bí ẩn này ở trên Lazada nhá. Này, nó mới gửi hàng cho mình luôn, bên Lazada mới gửi hàng cho mình luôn. Cái này đến từ laptop ăn cơm nha, Hồ Chí Minh nha. Hộp quà bí ẩn này có giá là 10k. Cái này hộp quà bí ẩn tri ân khách hàng nhân dịp gian hàng laptop Ancom, có 37.000 khách theo dõi. Ở đây có hai hộp nha, mình mua hai hộp quà bí ẩn có giá là 20.000, là mỗi hộp 10.000 các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mở ha, đợi mình lấy cái keo đó. Ở đây đầu cắt từ đâu ta, sợ nó ấy vô kia. Mình sẽ cắt lát nha, cắt cái này ra ha. Mình sẽ cắt cái này ra, đợi mình đi. Không biết là gì đây. Mình thấy có cái gì mà chống sốc nữa các bạn nè. Thấy một cái hộp. Có chữ. Mình thấy một cái hộp các bạn. Giờ mình lấy ra trước nha, thấy một hộp. Lấy hộp ra. Ồ, có gì nè. Cắt to to ra xíu. Một cái hộp nha các bạn. Hấp dẫn quá, không biết cái này là cái gì đây. Cái gì đây? Cái này là tay cầm chơi game. Tay cầm chơi game của game Han như nè. Với giá 10k mình mua được một, mình được hộp quà bí ẩn là một cái tay cầm chơi game các bạn. À, đây mà hình giới thiệu về nó nè, mặt trước nè, mặt sau nè. Đây là có hai màu, là màu trắng và màu đen, là đây là màu đen nha. Mở nha, mình mở ra nha. Còn gì không ta? Rồi hết rồi, hết rồi các bạn. Cái hộp mình bỏ qua một bên nha, bỏ đây. Mình được một tay cầm chơi game. Nó hơi cứng nha các bạn. Mình không biết cái đây có gì mà dơ quá một cái tay cầm chơi game. Cái này là gì đây? Hoặc là mình để xem phim cũng được các bạn. Để đây nó hơi chói xíu, mình để xem phim hay là gì, mình đặt điện thoại lên có cái ấy. Còn không thì mình cầm chơi game nữa bạn. Bỏ điện thoại nè. Rồi, đây là món thứ nhất nha, 10k nha. Rồi món hai trong này là không biết là gì đây. 1 2 hết rồi. Cái này cái gì đây? Hai cái tai nghe là sao? Là mình được hai cái tai nghe rồi các bạn, được hai cái tai nghe và một cái này với giá là 20.000 đồng. Mà không biết là cái này phải hỏi tốt nữa.
nhưng mà thấy hơi nó hơi lởm. À, hai tai nghe màu vàng, màu màu xanh lá cây. Chỉ với là 20k mình đã mua được 3 món rồi. Ổn chứ. Đây là cái tai tai miếng cao su. Miếng cao su này mỏng lắm bạn. Mỏng lắm. Mỏng cực kỳ. Mở ra thử ha. Mình bây giờ mình không có cái gì để gắm nghe thử. Để có gì mình sẽ xài thử và mình comment dưới phần, mình comment cho các bạn biết nha. Thôi. Rồi. Clip đến đây là kết thúc. Chỉ với 20k mà ta mua được 3 món ở trên Lazada nha. Bạn nào muốn mua thì mình sẽ để link ở phần mô tả để các bạn mua nha. Rồi. Nếu như bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe và một comment. Còn tốt hơn nữa thì cho mình một chia sẻ nha. Bye bye.